Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa quyết định điều chỉnh danh mục thu hút đầu tư các dự án trọng điểm vào thành phố giai đoạn 2020-2025. Trong đó, nhiều dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến thu hút lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Trong tổng số 57 dự án trọng điểm thu hút đầu tư giai đoạn 2020-2025, ngoài một số dự án đã thông qua một số thủ tục như cảng Liên Chiểu, tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, dự án thành phố thông minh, vốn xã hội hóa chiếm 1.500 tỷ đồng, dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn hơn 3.000 tỷ đồng. Đà Nẵng đã điều chỉnh phương thức thu hút đầu tư theo vốn ngân sách kết hợp đầu tư theo đối tác công tư PPP, điển hình như dự án xây dựng đường hầm qua sân bay Đà Nẵng quy mô hơn 8.200 tỷ đồng, phát triển hệ thống giao thông, tàu điện ngầm quy mô hơn 54.500 tỷ đồng, tàu điện kết nối Đà Nẵng-Hội An quy mô gần 15.000 tỷ đồng.